đây là dòng sản phẩm máy lọc nước U16 của Carofi. Hôm nay anh em hệ thống Xuân Tuân chúng tôi đang đi giúp khách hàng lắp con U16 này. Điều đầu tiên là anh em đang làm là phải bỏ 3 cốc lọc thô này ra, chúng ta đấu lại. Và bây giờ quy trình tiếp theo là đấu 4 chân cao su vào với nhau. Để làm sao chúng ta để gầm để chúng đảm bảo cho máy không bị hỏng. Không bị hỏng chân. Lắp cái chân cao su vào để làm sao đảm bảo cho máy đỡ bị dỉ chân. Đây là máy U16 của Carofi. Đầu tiên chúng tôi đang lắp dây bình áp. Bắt đầu đến dây của màng RO. Bắt đầu đến dây nước thải. Ok. Vòi cổ ngỗng thông minh của máy lọc nước Carofi U16 và hút inox đầu vào. Rồi anh em để ý là cái này bao giờ có hút inox đầu vào. Đây, tôi đang đưa hút inox đầu vào ấy. Thông thường là lóng phải lại trái nhưng con này đang bị ngược. Và bình áp. Đang vặn bình áp chứa nước. Con này là con siêu kinh điển dòng để gầm, công suất 20 lít nước trên 1 giờ. Công suất 20 lít nước, rất tuyệt vời. Nói chung là rất là phổ thông và thông dụng. Đấu điện. Quy trình đấu điện và câu nước đầu vào và lấy nước đầu ra lên vòi cổ ngỗng của máy lọc nước Carofi U16. Mọi người có thể xem qua này. Mày chúng tôi đang đi thi công nắp bếp từ hút mùi luôn. Mọi người có nhu cầu hay quan tâm đến những dòng sản phẩm này, tôi có thể nhiệt tình giúp các bạn và bảo các bạn mong muốn mua sản phẩm nào để đảm bảo tốt nhất cho quý vị và các bạn. Ok, nắp máy lọc nước U16 đã xong và hôm nay anh em chúng tôi thi công hút mùi trên thiết bị nhà bếp cho khách hàng. Ok. Và mọi người nếu mà lắp xong cái máy lọc nước U16 này thì hãy nên nhớ là hãy xả đi khoảng 30 lít nước nhé. 30 lít nước để làm sao cho máy được tráng đi những cái chất tạo khoáng ở trong nõi được sạch nhất có thể. Máy rất là đẹp luôn. Rất là gọn. Tôi đang thít lại ở các đường dây. Ok, bây giờ quy trình cũng đã là xong. Mọi người có quan tâm hay có nhu cầu hay có mong muốn tìm hiểu về sản phẩm này thì hãy inbox, hãy bình luận hoặc hãy comment hoặc là đăng ký kênh cho Tuấn nhé. Đăng ký kênh hoặc nhấn chuông thông báo để có những cái thông tin, có những video hữu ích hoặc có những video chúng tôi làm chưa được trưởng thành lắm thì hãy giúp chúng tôi, bảo chúng tôi để chúng tôi hoàn thiện hơn. Cảm ơn tất cả mọi người. Ok, còn bước nữa đây. Quá tuyệt vời luôn. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh cho Tuấn nha. Nhấn chuông thông báo nha.